Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Nhiều nhân viên cảnh sát New York chuyển đến Florida theo đề nghị của thông đốc DeSantis. Bản ghi nhớ của đảng Cộng Hòa, sở thuế vụ do chương trình xây dựng lại tốt hơn tài trợ sẽ trở thành cơn ác mộng cho các gia đình Mỹ vị thế chính trị sụt giảm của ông Biden khiến đảng Dân Chủ lo lắng về năm 2024. Cựu trợ lý đắc lực của tập thống Trump báo tin vui, cuộc săn phù thủ thủy mới của đảng Dân Chủ sẽ bị dập tắt. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, lại lý do môi trường làm việc thù địch tại một thành phố mà giới lãnh đạo quay lưng lại với lực lượng cảnh sát cùng với việc từ chối tuân thủ quy định tiêm chủng của thành phố, ít nhất 14 nhân viên cảnh sát New York đã rời thành phố New York để chuyển đến một thị trấn trong khu vực vịnh Tampa của bang Florida. Phần lớn trong số họ đã di dời đến thị trấn đó trong vòng 2 tháng sau khi thống đốc Ron DeSantis của bang Florida cam kết thưởng 5.000 đô la cho các nhân viên thực thi pháp luật chuyển đến bang Florida theo đề xuất mà ông đưa ra hồi tháng 9. Ngoài khoản thưởng 5.000 đô la khi ký hợp đồng, các nhân viên cảnh sát sẽ nhận được khoản hỗ trợ di chuyển Thống đốc DeSantis mong muốn đưa đề xuất chính thức vào phiên họp lập pháp tiếp theo của bang Florida. Ông hy vọng có thể ký dự luật cho phép thưởng 5.000 đô la cho bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào của bang khác chuyển đến bang Florida. Thông đốc bang Florida kêu gọi các nhân viên cảnh sát ở New York, Minneapolis, Seattle, nếu các bạn không được đối xử tốt, chúng tôi sẽ đối xử với các bạn tốt hơn ở đây. Các bạn đáp ứng nhu cầu quan trọng của chúng tôi và kết quả là chúng tôi sẽ bồi thường cho các bạn. New York Post đưa tin, đến nay, 14 nhân viên cảnh sát New York đã chuyển đến sở cảnh sát Lakeland thuộc quận Port, nằm trong khu vực Vịnh Tampa của bang Florida. Trong số đó, 12 cảnh sát đã chuyển đến trong hai tháng qua. Sở cảnh sát Lakeland gần đây đã bắt đầu một chiến dịch tuyển dụng tại New York để thu hút các nhân viên cảnh sát đến một thị trấn có khoảng 112.000 dân nằm ở đông bắc Vịnh Tampa, nơi câu lạc bộ bóng chạy chuyên nghiệp New York Yankees gọi là nhà huấn luyện mùa xuân. Các nhân viên cảnh sát đó rời khỏi một sở cảnh sát với mức lương khởi điểm 42.500 đô la và chịu một trong những mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, theo tờ The Ledger, khi chuyển đến bang Florida, mức lương khởi điểm của sở cảnh sát Lakeland là 53.000 đô la, đồng thời bang Florida không có thuế thu nhập cá nhân. Do đó, các nhân viên cảnh sát sẽ nhận được nhiều tiền hơn bởi vì họ sẽ trả ít thuế hơn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Từ thiện Cảnh sát, số lượng nhân viên cảnh sát thành phố New York rời khỏi lực lượng sớm trước thời hạn 20 năm nghỉ hưu đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2021. Với 1.051 người rời khỏi nhiệm sở vào năm ngoái, so với 509 người rời đi năm trước đó. Bản ghi nhớ của đảng Cộng Hòa, sở thuế vụ do chương trình xây dựng lại tốt hơn, tài trợ sẽ trở thành cơn ác mộng cho các gia đình Mỹ. Thưa quý vị, lãnh đạo phi thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã phân phối một bản ghi nhớ cho các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa hôm thứ Năm ngày 17 tháng 11, tuyên bố rằng các điều khoản mở rộng trong dự luật chi tiêu xã hội của Tổng thống Biden sẽ dẫn đến thêm 1,2 triệu cuộc kiểm toán của sở thuế vụ mỗi năm gần 50% các cuộc kiểm toán trên 583.000 sẽ nhắm vào các gia đình có thu nhập dưới 75.000 USD và 25% trên 313.000 ở những gia đình có thu nhập lên đến 25.000 USD mỗi năm. Theo bản ghi nhớ, do các thành viên đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ, 80 tỷ USD được phân bổ trong nguồn vốn bắt buộc do Sở Thuế vụ. Điều này sẽ giúp tuyển dụng 87.000 đặc vụ mới, những người sẽ nhắm mục tiêu vào người Mỹ ở mọi mức thu nhập. Forbes Business đưa tin, ông McCarthy cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Biden muốn tăng gấp đôi cơ hội kiểm toán người Mỹ để chính phủ có thể vắt kiệt từng đô la từ các gia đình và doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ để tài trợ cho dự luật đắt giá nhất trong lịch sử. Đây sẽ là một trạng thái ác mộng đối với các gia đình sống trong nỗi sợ hãi về một đội quân các quan chức sở thuế vụ được thiết kế để võ đoán và theo dõi họ Tổng số cuộc kiểm toán sở thuế vụ dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 10 năm. Điều này cũng có nghĩa là hơn 800.000 khoản tiền thuế liên bang là dựa vào tài sản của người đóng thuế như nhà cửa và xe cộ. Dựa trên bản ghi nhớ, phần lớn thu nhập không được báo cáo trong nước đến từ mức dưới 200.000 USD. Ông McCarthy nói thêm, các gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang gặp khó khăn do lạm phát gây ra bởi chi tiêu không kiểm soát của ông Biden và sự chi tiêu mạnh mẽ của đảng Dân Chủ hoàn toàn trái ngược với những gì người dân Mỹ cần hiện nay. Hạ viện đã thông qua dự luật hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 11 và bây giờ dự luật được chuyển tới Thượng viện, nơi một trong những phản đối chính được dự kiến đến từ Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe ở Tây Virginia, người đã nói rằng sẽ không ủng hộ luật làm tăng thâm hụt liên bang. Vị thế chính trị sụt giảm của ông Biden khiến đảng Dân Chủ lo lắng về năm 2024. Thưa quý vị, Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden vừa ký thành luật gói cơ sở hạ tầng mà ông đã thúc đẩy trong thời gian qua. Tuy vậy, đảng Dân Chủ hiện đang cảm thấy bất an về năm 2024 khi vị thế của ông Biden ngày càng sụt giảm. Các đảng viên Dân Chủ lo ngại, cựu chủ tịch Hạ viện Steve Stratleff, một người ủng hộ Tổng thống Biden lâu năm, nói với Associated Press khi được hỏi về quan điểm chính trị của ông Biden. Tôi lo lắng về việc chúng ta, đảng Dân Chủ, có thể ở đâu trong vài năm nữa. Ông Stratleff đã công khai nói điều mà ngày càng nhiều đảng viên Dân Chủ rỉ tay nhau trong nhiều tháng vị thế chính trị của ông Biden đang suy yếu trong chưa đầy một năm kể từ nhiệm kỳ tổng thống đến mức ông không có hy vọng thắng cử vào năm 2024 nếu tái tranh cử. Sự lo lắng lan rộng không chỉ trong tầng lớp chính trị của Washington mà còn lan đến các tiểu bang và khu vực bầu cử, những nơi sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo khi ông Biden đang gặp khó khăn, đã bắt đầu xuất hiện những suy đoán về danh sách ai sẽ là người kế vị tiềm năng ông nếu ông không tái tranh cử. Mặc dù vị tổng thống 79 tuổi đã nói công khai và riêng tư rằng ông sẽ làm điều đó. Đứng đầu danh sách này dường như là bà Harris. Ngoài ra, nó còn có thể bao gồm các ứng cử viên tổng thống năm 2020 khác như Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ New Jersey Cory Booker tuy vậy phó tổng thống kamala harris cũng đang phải đối mặt với câu hỏi hóc búa về chính trị của riêng mình với các cuộc thăm dò cho thấy bà thậm chí còn có xếp hạng kém hơn so với ông biden là người đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người gốc nam á đầu tiên trở thành phó tổng thống bà harris đã được trao cho rất ít cơ hội để tỏa sáng bà harris đã có bài phát biểu riêng đầu tiên của mình để quảng bá luật cơ sở hạ tầng mới vào thứ sáu tại thành phố thủ đô của ohio nhưng hội trường gần như trống rỗng, hầu như không có các chức sắc chính trị danh tiếng nào. Dù luật cơ sở hạ tầng đã được thông qua, nhiều người vẫn nghi ngờ rằng nó sẽ có thể nhanh chóng cải thiện vị thế chính trị của đảng Dân Chủ. Sự thật là, không ai biết vị thế của ông Biden hay bà Harris sẽ ra sao trong năm tới, chứ không nói đến 3 năm nữa. Xếp hạng phê duyệt của Biden đang lao dốc ở sắp xỉ 40%, trong khi có 71% người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng. Nhà trắng đang nỗ lực để dập tắt suy đoán rằng ông Biden có thể không tái tranh cử vào năm 2024 do những khó khăn hiện tại của ông. Các trợ lý của ông cho biết Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) và nhóm chính trị của Biden bên trong Nhà trắng đang tích cực làm việc với gia đình rằng ông sẽ chạy đua cho một nhiệm kỳ thứ hai. Họ tin rằng vì thế của ông Biden sẽ được cải thiện khi cử tri xem xét luật cơ sở hạ tầng mới và dự luật chi tiêu xã hội và khí hậu trị giá 2.000 tỷ đô la hiện đang chờ quốc hội thông qua. Hiện tại, DNC và các đồng minh đang tập trung nguồn lực đáng kể vào việc ca ngợi các thành tích của đảng Dân Chủ ở các bang quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Các bang như Arizona, Georgia, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania và Wisconsin cũng sẽ là những chiến trường hàng đầu trong năm bầu cử tổng thống 2024. Bất chấp sự lạc quan này, căng thẳng bên trong Nhà Trắng đã được nhiều hãng truyền thông tiết lộ khi đội ngũ lãnh đạo mới học cách làm việc cùng nhau. Những người thân cận với bà Harris đặc biệt thất vọng khi ông Biden dường như đã giới hạn vai trò của phó tổng thống và đưa cho bà một danh mục các chính sách khó khăn như quyền bỏ phiếu và nhập cư. Cựu trợ lý đắc lực của tổng thống Trump báo tin vui, cuộc săn phù thủy mới của đảng Dân Chủ sẽ bị dập tắt. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã nói cựu cố vấn tòa bạch ốc Peter Navarro bảo vệ đặc quyền hành pháp để đáp lại việc các thành viên đã dân chủ tại Hạ viện, những người đang điều tra về việc ứng phó với đại dịch của chính phủ Tổng thống Trump đưa ra chắc đội ông làm chứng. Đã dân chủ Cộng sản đang thực hiện một cuộc săn phù thủy khác, lần này là nhắm vào việc ứng phó với đại dịch virus corona chưa từng có tiền lệ và xuất sắc của chính phủ của tôi. Mặc dù thực tế đáng buồn thay, nhưng người dân Hoa Kỳ đã tử vong vì Covid hơn trong năm nay so với cả năm 2020, Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố. Tôi đang bảo ông Peter Navarro bảo vệ đặc quyền điều hành và không để những thành viên đảng Dân Chủ có đầu óc rối loạn này làm mất uy tín những thành tựu to lớn của chúng tôi. Cuộc săn phù thủy này phải kết thúc tiểu bang lựa chọn hạ viện do đảng dân chủ lãnh đạo về cuộc khủng hoảng virus corona đã chắc đòi ông Navarro làm chứng hôm ngày 18 tháng 11. Họ muốn có tất cả các tài liệu và thông tin liên lạc mà ông sở hữu liên quan đến công việc của ông khi chính phủ liên bang ứng phó với virus corona. Ông Navarro từng là giám đốc chính sách thương mại và sản xuất dưới thời tổng thống Trump là một phần trong ứng phó của chính phủ tổng thống Trump với đại dịch virus trung cộng. Ông đã đảm nhận vai trò điều phối chính sách của đạo luật sản xuất quốc phòng. Tổng thống Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để buộc một số nhà máy sản xuất máy thở, một nỗ lực thành công đã đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện Hoa Kỳ và sản xuất đủ lượng dư thừa để cho các quốc gia khác mượn máy thở. Virus Trung Cộng, thường được gọi là virus corona chủng mới, là mầm bệnh gây ra COVID-19, trong một bản ghi nhớ gửi tới các thành viên của tiểu bang Covid-19, dân biểu James Clyburn, dân biểu South Carolina đã đổ lỗi cho Tổng thống Trump và ông Navarro vì đã ủy quyền mua sắm các thiết bị thiết yếu cho các tiểu bang. Thay vì khai triển hệ thống mua sắm tập trung ở cấp liên bang, ông Clyburn nói rằng chiến lược đó đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp vô cùng cần thiết. Ông Navarro đã từ chối tự nguyện tuân thủ các yêu cầu của tiểu bang lựa chọn, phớt lờ những nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm đạt được sự tuân thủ tự nguyện của ông ấy và mặt khác cũng không liên lạc với nhân viên của tiểu bang lựa chọn. Ông Clyburn viết, với vai trò trung tâm của ông trong việc ứng phó với đại dịch, tầm quan trọng của cuộc điều tra của tiểu bang lựa chọn và việc ông ấy liên tục từ chối hợp tác một cách tự nguyện, chắc đòi làm chứng này là cần thiết. Ông Navarro đã trả lời chắc đòi làm chứng bằng một tuyên bố trên Twitter, nói rằng ông dự định gửi các bản sao của cuốn sách mới phát hành gần đây của mình, In Trump Times, My Journal of America's Brave Year, được dịch là Dưới thời Trump, nhật ký của tôi về năm đại dịch của Hoa Kỳ cho tiểu bang này. Đây là một cuộc săn phù thủy đơn giản và nông cạn khác của đảng Dân Chủ, ông Navarro viết Cuốn dưới thời Trump đã ghi lại vai trò chủ chốt của tôi trong việc chống lại đại dịch gây tử vong từ Trung Cộng và minh họa rằng ủy ban như thường lệ đã lãng phí nỗ lực vì chọn sai đường. Tôi đề nghị họ hỏi ông Tony Fauci khi nào ông ấy biết sự nguy hiểm của các thí nghiệm tăng chức năng của mình là công nghệ có khả năng được phía Trung Quốc sử dụng để tạo ra loại virus chết người mà Tổng thống Trump và tôi đã phải chiến đấu thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp